các bạn dẫn tìm cả nhà. Đây. Đường kính chuyến vuông hướng này là chuẩn bị đi lại ở bến xe miền Tây. Điện máy Chợ Lớn ở đây cả nhà. Đấy, có một điện máy Chợ Lớn bán về tủ lạnh, máy lạnh. Chắc là dừng xe màu vàng nữa nha. Xe giao hàng, xe tải. Thank you.
sẽ về lại hướng của Ion Bình Tân, về bên chào cá Châu Đốc, hướng cá Châu Đốc với cả nhà. Vào kịp có bữa em mới quay là đột tên lửa trên kia, rồi nổ tên lửa ở khúc ở trên hướng đi lên tỉnh lộ 10. Còn bây giờ là ông quý quay từ hướng dưới đi lên là sẽ chúng ta ở ngoài đại lộ bên Nhân Vương, có chúng ta quẹo vào thì chúng ta sẽ gặp do Bình Tân của cá nữa nha. Đấy, do Bình Tân nè. Thì hướng nào chúng ta cũng có thể quay lại Ion Bình Tân được hết, tất cả các tuyến đường, tại vì Ion Bình Tân nó nằm ngay cái trung tâm của Bình Tân rồi, nó tiếp giáp với đường tên lửa rồi đường số 17A. Thì khi mà chúng ta đi hướng nào cũng đâu có thể quẹo lại Ion Bình Tân được hết. Nếu mà chúng ta không có biết đường, chúng ta có thể search trên Google Map cả nhà. Google Map nó sẽ rất là dễ tìm. Đây, do mình đang đây. Quán uống nước lèo Sóc Trăng cả nhà. Thôi giờ cho quý sẽ quẹo qua bên đường, trở lại đường Bình Tân ngày hôm qua. Giống như cái công viên gì cả nhà. Đây có nhà hàng bi vàng. Tôi bán cháo gà tứ. Đây là đường Bình Tân cả nhà. Thì quận Bình Tân là nó rất là lớn, nó rất là của quận Bình Tân là bằng cả hai tỉnh ở ngoài miền Bắc luôn cả nhà. Tại vì thành phố Hồ Chí Minh nó rất là lớn và nó chia ra rất là nhiều quận.
2. Đây là có rất là nhiều đường này, có rất là nhiều nhà hàng cả nhà, như là nhà hàng chim gừng, nhà hàng chàm chim rồi nhà hàng Phúc Lộc Thọ. Mà Nhân Quý là Nhân Quý hay lộn hai cái nhà hàng đó, nhiều khi chàm chim và chim rừng. Rồi, Nhân Quý xin kết thúc video tại đây nha. Cả nhà hãy ấn like và bấm đăng ký kênh và để lại bình luận và chia sẻ ủng hộ kênh Nhân Quý Vlog Cuộc Sống Việt cả nhà. Chúc cả nhà có buổi sáng thật là vui vẻ nha. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm nha. Cảm ơn cả nhà.